đà nông trong tình yêu chỉ muốn yêu một người thôi, dù kề bên có biết bao người đẹp hơn. Mà đôi khi trong cuộc vui mình ngất bên men rượu cay, đàn ông không vượt qua được cám dỗ. Người đàn ông khi tình dâm chỉ muốn yêu ta đã sai, lòng thầm mong sao chỉ như là giấc mơ. Hối hận cũng đã muộn màng thì người đã đi thật xa, dài như ta đừng mong sai lầm. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Chào toàn thể quý vị và các bạn thân yêu nhé. Ngày hôm nay thì có anh khách rất đẹp trai và mua chiếc loa kéo di động Polosync W15 Titan. Rồi đây trường sẽ thử loa kéo test loa cho anh em. Quý vị cùng đón xem. Mẫu W15 Titan thì trong thời gian qua bán rất là chạy. Đặc biệt là thời điểm này thì hàng cũng không còn nhiều nữa quý vị. Gần như trong kho cận Tết gần như hết hàng, cháy hàng. Đây, trường sẽ test micro, test nhạc cho anh luôn. Dòng này thì tiếng, đặc biệt là cái tiếng tép như quý vị, tiếng tép đánh rất là dữ. Và cái độ vuông, cái khẩu, ấy, cái góc mở của tép, đặc biệt là khi quý vị để xa khoảng cách từ khoảng 5m trở lên, quý vị nghe rất là hay. Và nó không bị gây cho chúng ta cảm giác chỗ tai. Và tiếng bass nó đánh rất là gọn, mỗi một cái lực nó đánh ra, quý vị có thể cảm tưởng những tiếng bass nó rất là gọn, đấy, nó không bị bùng bùng. Mặc dù về chúng ta vặn hết cỡ, tiếng vẫn rất tròn, chỉ là bằng căng. Giờ trường sẽ thử nhé, một đoạn nhạc để quý vị nghe thử nhé. Với cái bản W15 Titan này thì trong thời gian qua, quý vị có thể để ý rằng là lên ngập tràn các trang mạng bán rất là nhiều dòng sản phẩm này. Bởi vì chúng ta phải biết là gian qua cái độ hot của dòng W15 Titan của Polosync này bán rất là chạy. Và một cái lưu ý nữa rằng là với những sản phẩm của Polosync thời gian vừa qua thì mới nhận thêm một cái chứng nhận ISO, quý vị, chứng nhận ISO. Bây giờ thì trường đang kết nối giữa điện thoại và kết nối Bluetooth với chiếc loa kéo này. Anh ấy bây giờ tận đâu nhỉ? Anh ở quận mấy? Anh ở ngay quận 7 nha quý vị, rất là gần. Bây giờ trường sẽ thử nhạc cho quý vị nghe nha. Con W15 Titan này tiếng cực kỳ hay luôn quý vị. Bass 40, một tép kèn, tiếng rất là sáng. Chúng ta cùng nhau thử một bản bolero điệu Zumba nha quý vị. Ok. Bây giờ thì trường sẽ thử tiếng micro cho toàn thể quý vị và các bạn nghe thử nha. Và trường sẽ thử một ca khúc. Trước khi thử thì trường nhận xét thêm với toàn thể quý vị về cái tay micro của dòng Polosync. Tay micro rất là chắc chắn quý vị, cực kỳ chắc chắn. Và cái khả năng cầm nắm rất là tốt. Đó, đặc biệt là cái lớp sơn tĩnh điện, chống xước, chống bám vân tay rất là cao cấp trên cái dòng Polosync này. Quý vị có thể để ý là rất là nhiều dòng loa kéo, nhưng mà chúng ta nên để ý nhé. Ví dụ loa là hay là ok rồi, nhưng mà điều quan trọng hơn nữa đó là khả năng hát. Khả năng hát thì cái micro quyết định rất là nhiều. Đó. Đây, trường sẽ thử tiếng micro cho toàn thể quý vị và bạn nghe nhé.
Quý vị có thể nghe được là cái tiếng echo rất là mềm mại, đặc biệt là cái giải bát, giải chung, giải chép rất là quệ luôn quý vị. Khi chúng ta hát ấy, thì chúng ta yêu cầu ai cũng muốn là gì? Tiếng micro đẹp ở các giải như là bát, chung, chép và phải nhẹ nhàng, bay bổng. Có lẽ rằng là ở cái dòng sản phẩm Porosing W15 Titan Plus này sẽ phục vụ toàn thể quý vị và các bạn, là chúng ta sẽ có được những cái sự trải nghiệm tốt nhất nha. Và bây giờ Trường sẽ hát thử cho toàn thể quý vị và các bạn cùng cảm nhận. Quý vị nghe rõ không? Trường sẽ đứng rất là gần loa, nhưng mà tiếng micro bắt rất là nhẹ, vẫn không bị rú rít một chút nào cả. Đó là một trong những cái ưu điểm của cái dòng loa Porosing W15 Titan Plus này nha quý vị. Anh thấy không? Nó không rú một chút nào luôn nha. Để sát này là vậy. Có những cảm xúc tìm đến bên ta trong đời, đàn ông không ai không mắc sai lầm. Yêu ai yêu một thôi, nhưng vây quanh đời ta còn có những bông hồng lá nhơn. Dù cho lòng không muốn, đùa vui làm em khổ, mà sao trong trái tim còn yêu em. Người yêu ơi có hay, tình anh mãi trao em, thật tâm anh không muốn. Mong sao chỉ như là giấc mơ, hối hận cũng đã muộn màng, thì người đã đi thật xa, giá như ta đừng mong sai lầm. Thực ra thì Trường hát thì rất là bình thường thôi, nhưng mà vì công việc suốt ngày phải thử loa cho toàn thể quý vị và các bạn, thì Trường muốn là hát để cho quý vị và các bạn trải nghiệm giữa khả năng hát thực tế và qua video. Quý vị muốn biết cái chất lượng thực tế và cảm nhận nó chính xác hơn, thì xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy qua show Zoom của Trường Thành Euro để chúng ta trải nghiệm thực tế cái dòng sản phẩm rất là hay Porosing, loa kéo di động Porosing W15 Titan Plus này nha. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.